Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay với các bác mẫu xe đạp đua Zan OCR 3500, một dòng xe đạp khung nhôm và được sử dụng bộ rút chuyển động Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng Tiagra và cặp phanh của xe là sử dụng Shimano 105 các bác nhé. Và hôm nay về một chiếc xe tông màu xanh cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. Một chiếc xe thương hiệu Zan, thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi. Cái thương hiệu gần như là quốc dân, mà nhắc đến xe đạp là không ai cũng không biết cái dòng này. Zan thì nó có một cái công nghệ nhôm Alloyx các bác nhé. Công nghệ Alloyx, một cái công nghệ độc quyền. Cái khung nhôm của Zan là có cái thành tích là đơn vị sản xuất xe đạp mà khung nhôm tốt nhất thế giới hiện nay bởi công nghệ Alloyx này các bác nhé. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó đã xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Đấy, còn tổng thể xe và tất cả từ khung sườn rồi đến chuyển động các thứ là còn cực kỳ là mượt mà, chất lượng còn cực kỳ là tốt. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza các bác nhé, với 9 tầng líp đề sau và gạt đĩa trước, Shimano Soza 9 líp 2 đĩa cho 18 độ khác nhau, đùi đạp trục rỗng Shimano Tiagra và cặp phanh của xe là Shimano 105 các bác nhé. Trước sau một cặp 105. Phía ghi đông thì tay lắc xe cũng được sử dụng Shimano Soza. Sử dụng vành 700C Mayer của Vuita, lốp là lốp Maxxip các bác nhé, lốp Maxxip. Quả lốp này là 700 x 23C các bác nhé, lốp 700 x 23C. Những chi tiết cọc yên hay là ghi đông của Ford đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Tay đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 41 cm, 42 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 47 cm. Thì xe có size XS các bác nhé, size nhỏ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m6768 đến 5758 đến 6768 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Soza với 9 líp 2 đĩa cho 18 độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.